Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ở vườn lan mà chẳng biết lan thơm. Vạn Phật Thành ngày 16 tháng 10 năm 1983. Chúng ta ở trong đạo tràng này, ngày ngày học pháp, hành pháp, ngày ngày được khói hương sông ướp, dần dà pháp với mình hợp lại là một. Phật pháp có năm thứ hương gọi là ngũ phần giới hương. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Được năm thứ hương này sông ướp một thời gian lâu thì tự nhiên mình sẽ khai ngộ. Kẻ mới tới thì cảm thấy mọi chuyện ở chùa đều chẳng tốt, hương là hương, mà ta là ta, chẳng có quan hệ gì. Nhưng nếu ở đây lâu và thường được hương sông ướp thì tự nhiên mình sẽ hòa với hương khí làm thành một thể. Cho nên cổ nhân nói rằng, giữ thiện nhân cư như nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kỳ hương. Giữ bất thiện cư như nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kỳ xú. Nghĩa là, ở với người tốt thì cũng giống như vào vườn lan, ở lâu thì mình không còn biết mùi thơm, còn ở với người xấu thì cũng giống như vào chợ cá, ở lâu thì mình không còn biết mùi tanh nữa. Vì sao vậy? Bởi vì con người mình và hoàn cảnh bên ngoài đã hợp thành một thể rồi. Những người có thiện căn được hương sông ướp thì có thể đột nhiên đại ngộ, cũng gọi là khai ngộ. Khai ngộ thì có gì tốt? Tức là mình hiểu được thấu suốt tất cả mọi sự việc, không còn hồ đồ rồi phá thùng vô minh, khiến trí huệ hiển hiện. Vô minh cũng giống như một cái thùng đen thui, chẳng thấy được gì cả. Khi đã khai ngộ thì quang minh xuất hiện, phá tan cái màn hắc ám đó, và mình thấy được rõ ràng mọi chuyện. Ha ha ha, 问什么的说